Ôi, ôi rồi, đây này các bác ơi. Các bạn ạ, chào các bạn ạ. Đây thì em lại tiếp tục làm cái video đi thân váy đây các bạn ạ. Trời nắng quá các bạn ạ, quên mũ mất ạ. Đây thì em cũng vừa tới nơi đây các bạn nhé. Các bạn xem xung quanh đây thì người ta cũng có trồng chuối và người ta có trồng điều đây các bạn ạ. Em cũng vẫn đang váy gần đây này. Mời các bạn cùng em đi các bạn. Gió rất là mạnh luôn các bạn ạ, giờ em vừa tới nơi luôn các bạn. Xem chiếc bẫy đầu tiên xem được con nào không nhé. Cũng được mấy ngày rồi các bác ạ, được 2 ngày rồi. Mình cũng có thời gian lên thăm các bác này. Hôm nay em lại rảnh các bác ơi, thăm các bác ạ. Này, em đầm chiếc ở chỗ này luôn các bác ạ. Ui. Đâu gắt đâu. Không thấy cầm, không thấy bẫy rồi. Có một cái cầm mồi các bác ạ. Ui. Có một cái cầm mồi này. Trời. Đâu rồi, em buột ngay đây các bác ạ. Ui. Thì như cái vết nó đi trên này rồi sao các bác ạ? Đi hướng này rồi sao các bác ạ? Ui. Ôi giời. Đây này các bác ơi. Ui. Ôi trời ơi, con này dính hôm qua rồi. Đúng rồi, con này dính qua. Đây. Nó đào hết cả cái đống này luôn này. Ui giời ơi. Con này rất trắng ở dưới hôm qua rồi. Đây. Nó làm cả cái đống này nó ùn sùn hết này. Ui giời, nó đào hết, bới hết cái này ra. Cái đất này ra hết, cái cỏ này nó chết hết rồi. Chắc chắn là chiều hôm qua nó dính rồi ấy, các bác ạ. Ui giời, gần chết rồi sao? Con này là con cái gì nhỉ? Con này là con chồn chồn hôi các bác ạ. Con chồn mặt má các bác ạ. Ui, hơi bị to đấy, hơi bị to đấy, hơi bị to đấy. Thích lắm. Ôi giời, ui, lâu để có một con. Ra đây em. Em ra đây này em. Ui giời, kê chưa. Rồi rồi, em kéo ra đá nha các bác nhé. Ui giời, kê chưa. Đấy. Ui giường kê nhờ. Rồi. Bắt, em kéo ra được các bác ạ. Ui giời. Nhìn em nó xinh lắm các bác ạ. Giống như con chó cưng các bác ạ. Ui giời. Ai mà thích đam mê chó thì con này tuyệt vời, nuôi con này là tuyệt vời nhất này. Đấy. Ui giời, đẹp chưa. Ui giời. Con này nó cái mặt nó giống kiểu con mước các bác ạ, nhưng mà con này là chồn bật má các bác ạ. Ui giời, cám tay này. Ui giời ơi, sắp bị luôn rồi. Gớm lại em. Em trai gớm lại. Ui giời ơi. Ui. Đẹp chưa. Đấy. Cái đuôi nó này các bác này. Xù lắm. Cái đuôi nó xù lắm. Ý, con này. Con này lúc nào em vấy, lâu em vấy được con này em lại thấy nó thích chơi nó các bạn ạ. Nó kiểu nó cưng lắm các bạn. Đấy. Đấy, nhìn nó này, dễ thương chưa. Đấy. Rồi. Giờ thì em đập máy quay rồi em gỡ ra các bạn ạ. Gỡ xong có gì em quay sau các bạn nhé. Đấy. Ôi giời, một mình nó mà đào cả cái đống này nó xù xới hết, bới hết cái đất này ra hết. Cuốn hết cái cỏ này nó chết hết luôn. Ra đây em nó. Thật khó đấy.
Nó khóc kiểu đây. Được. Dữ vậy. Từ từ đó em. Chú không làm đau đâu. Mang luôn. Con nó quá. Lùa mà. Lùa. Lùa đây. Lùa. Nó lùa vậy nè, dâu mít kìa. Tôi lùa cho dễ lùa, nó hôi chưa tỏ. Lùa dễ chua mà. Thế ra. To con to rồi.